Đây là lần đầu tiên em được gói bánh chưng và thật sự rất là vui, tại vì ngay từ lần đầu tiên thì em đã gói được bánh chưng nhờ sự hỗ trợ của các anh chị ở đó. Và thật sự là khi mà mình gói được một cái bánh chưng thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc, tại vì mình đã làm được một cái điều gì đó để mà chia sẻ đến với lại các em ở miền cao còn đang gặp khó khăn. Cái bánh chưng tuy rất là nhỏ nhưng mà em nghĩ rằng nó có thể mang đến niềm vui một chút gì đó cho các em ở vùng núi ạ.